Hello các bác nhá. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Bán âm thanh của Minh Tân Audio. Thì hôm nay tiện thể có khách đến mua loa thì em xin test thử cái bộ dàn karaoke của em phối ghép cho khách gồm những thứ như sau. Đầu tiên em sử dụng một con đẩy đây con đẩy WYW có mã là CID 2/600. Có nghĩa là con đẩy này chạy hai kênh và mỗi kênh cho ra 600W ở mode stereo. Có nghĩa là ở kênh stereo nha mọi người ạ. Và khi ở chế độ blind thì nó đánh sẽ công suất ở 4 ohm sẽ khác cho mọi người nhá. Và đánh blind công suất gộp một kênh thì nó sẽ khác cho mọi người nhá. Đấy, con đẩy có mã là WYW của công ty Trung Quốc mọi người ạ. Nếu mọi người có tra Google thì sẽ lên công ty là WYW của công ty Trung Quốc nha mọi người nhá. Công ty Trung Quốc không phải là công ty tàu gia công đâu mọi người ạ. Con đẩy này nó có điều đặc biệt là nó rất là đẹp. Nó có màn LED hiển thị nha mọi người này. Đấy. Khi em bật lên thì nó sẽ hiển thị màn hình LED này mọi người này. Ở đây thì nó sẽ có thông số như là quạt gió này, kênh L, kênh G này. Đấy, quạt gió này, hai bên đều chạy nhá. Và độ C, hai bên đang là 54 độ C. Tại vì em vừa mở vào lúc xong. Đấy, có chế độ analog 1, analog 2 của kênh 1, kênh 2. Thì ở đây chúng ta sẽ vặn volume ở đây. Thì cái thanh volume nó sẽ dịch chuyển để chúng ta có thể biết được là volume là mức nào. Đấy. Ở trên chúng ta có cái mode stereo này. Đây chạy hai kênh chạy ở chế độ stereo mọi người nhá. Điện áp là điện áp AC. Input vào là đầu vào là 229V, có nghĩa là cái này nó cũng đo cả điện áp cho mọi người ạ. Đấy. Thì sử dụng với một con đẩy em đi kèm theo một con vang. Con vang này là con vang vang cơ bãi của Trung Quốc. Thì con này thì tiếng cực kỳ hay rồi. Em đã giới thiệu cho một bài clip test hôm trước rồi. Con vang này là vang bãi cho mọi người nhá. Nhưng mà tiếng nó cực kỳ hay. Vang cơ nhưng mà tiếng cực kỳ hay. Ăn đứt gần như là 90% những con vang cơ có thì trên thị trường bây giờ. Những con vang cơ rẻ tiền giá rẻ thì không thể nào có thể bì được. Con này có cả vỉ vọt này, có cả vỉ trung hú này. Em sẽ có một cái video clip test mở bên trong cái băng cơ ra cho mọi người xem nhé. Đấy, băng cơ này có 3 đường mic, có các cái giải mic controller, chỉnh equai ở dưới, lao cắt này, gain này, đây là biên độ cắt này, gain của mic này, gain của mic và effect control là nghĩa là chỉnh effect của mic. Còn là music tone, effect tone nghĩa là điều chỉnh bass chép của đường nhạc. Ở đây có màn LED hiển thị và có các nút chỉnh, nút feedback này. Nút này cũng là nút trung hú mọi người nhá. Nút excenter, nếu mà những con vang nào có nút excenter này thì là chế độ phấn khích, chế độ sẽ bật lên thì tiếng nhạc sẽ hay hơn và khỏe hơn. Các mode của music, các mode của mic này. Volume điều khiển của mic và điều khiển của music. Nút tắt nguồn, mở nguồn. Và con vang cơ này thì nó có 6 cổng ra mọi người nhé. 6 channel, CH là viết tắt của từ channel thì ạ, 6 kênh đấy ạ. Con vang cơ này có reverb, hệ thống mic, hệ thống trộn. Sau đây em xin mở một bài hát và em xin hát thử cái bộ karaoke này cho mọi người xem nhé. À em quên mất, sử dụng với bộ karaoke này thì em mới sử dụng một con loa laptop mọi người ạ. Đấy, đây. Đây là đôi loa Latos mọi người này. Loa này thì có 2 bát 20 hay là 2 bát 22 gì đấy, 23 gì đấy em. 2 bát 24 à? 2 bát 24 mọi người ạ. Con loa này sử dụng 2 bát 24 nhá, 2 chung và 2 chép. Đấy thì em gọi chung là 4 chép đi. Thì là 2 bát 24 và lại 4 chép thì tiếng đánh ra cực kỳ khỏe rồi. Đấy. Đôi loa này loa Latos mọi người ạ. Loa bãi xịn zin 100% em đảm bảo cho mọi người. Và sau đây em xin thử luôn đôi loa laptop này em gửi đi cho một bác khách. Đấy. Thì sau đây em xin mở karaoke mọi người nhé. Chú ra luôn thử thật ạ. Lên 1, 2 Lên 1, 2 3, 4 5, 6, 7 8, 9 Lên 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8 tốt. Tiếng alo nó rất là khá dày dặn mọi người ạ. Con vang này, con loa này khá dày dặn. Sau đây em xin hát thử bài. Đấy.
Kết thúc một bài test của ca sĩ Minh Giang. Đây là kỹ thuật viên. Anh này là chuyên đi set up phòng karaoke chuyên nghiệp mọi người ạ. Nếu mọi người có nhu cầu set up một phòng karaoke chuyên nghiệp hoặc là mua hoặc là tư vấn những thiết bị karaoke âm thanh chuyên nghiệp thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0945 709912 nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người ở những clip đằng sau nhé. Chào mọi người.